Thưa quý vị, triển khai thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Chính phủ ban hành, Đà Nẵng xác định giáo dục nghề nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu về số lượng, cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, đóng góp vào sự phát triển của thành phố. Tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, xu hướng đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn trở thành kim chỉ nam xuyên suốt được các đơn vị quan tâm chú trọng. Với phương châm đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của doanh nghiệp, hiện nay các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chú trọng kết nối, tổ chức các buổi giao lưu giữa doanh nghiệp và sinh viên, tạo điều kiện cho đối tượng học nghề nắm bắt, tìm hiểu vị trí việc làm tại các đơn vị tuyển dụng. Mối liên kết giữa nhà trường doanh nghiệp ngày càng bền chặt, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo nghề mà còn giúp nhà tuyển dụng lựa chọn được nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại đơn vị. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trong những năm trở lại đây, cánh cửa đại học không còn là sự lựa chọn duy nhất của các em học sinh. Với định hướng nghề nghiệp rõ ràng, nhu cầu học nghề dần tăng cao nên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo. Kết nối giữa cái cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Đây là một cái yếu tố rất quan trọng để cho cái hiệu quả cái đào tạo nó được cao hơn. Hiệu quả cao cái thứ nhất là trường đỡ phải tốn trang thiết bị để thực hành tại trường vì sử dụng các thiết bị của doanh nghiệp để chúng ta thực hành, đó là tránh lãng phí. Cái thứ hai nữa là tạo cho các em làm quen với công việc mình đã học, sau này mình ra mình làm và nó thuận lợi hơn. Cái thứ ba nữa là doanh nghiệp tham gia vào cái chương trình của nhà trường để cho biết được nhà trường soạn thảo cái chương trình cho nó phù hợp khi ra được chuẩn của doanh nghiệp được tiếp nhận. Trong bối cảnh hiện nay, đổi mới đào tạo nghề gắn với chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp được coi là giải pháp quan trọng nhằm cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực đạt chất lượng cao, đồng thời tận dụng tốt các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại. Nhu cầu và yêu cầu của nguồn nhân lực trong cái thời kỳ chuyển đổi số, hay nói cách khác là nguồn nhân lực số đã trở nên cấp bách và rất là quan trọng. Nhằm đáp ứng được cái nhu cầu và yêu cầu của nguồn nhân lực như thế, thì cái sự vào cuộc của tất cả các bên liên quan, từ cái trường phổ thông trung học trong định hướng nghề nghiệp cho các em chọn nghề, chọn trường, cho đến cái chính quyền thành phố, cho đến quốc gia, cũng đều phải xây dựng cái cơ chế chính sách chiến lược để phát triển nguồn nhân lực số cũng như là chuyển đổi số. Tính đến cuối năm 2019, thành phố Đà Nẵng có 65 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với 260 nhóm ngành nghề khác nhau, với quy mô tuyển sinh gần 55.000 chỉ tiêu mỗi năm. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhất là hệ thống các trường nghề cao đẳng và trung cấp, đã có bước đột phá mạnh mẽ trong công tác đào tạo nghề, cũng như thay đổi giáo trình, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng đào tạo. Nghiên cứu cái nhu cầu của xã hội từ nay đến dự báo nhu cầu từ nay đến năm 2035 thì cái ngành nghề phát triển nhanh, ngành nghề nó phát triển nhanh, ngành nghề giàu chậm. Và các cơ sở đào tạo này nó đáp ứng được như thế nào, cho nên phải định hướng lại cho nó đi theo con đường đó. Cho nên tạo cái sản phẩm của khi đào tạo giáo dục nghề nghiệp ra nó đáp ứng nhu cầu của xã hội. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề vừa là mục tiêu cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài đặt ra cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đang trên đà phục hồi sau đại dịch COVID-19, thành phố luôn cần đến nguồn nhân lực chất lượng cao, thành thạo nghề trên nhiều lĩnh vực để có động lực phát triển, thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ kinh tế xã hội trong thời gian đến.